chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì Tết ăn xong rồi thì nó cũng hết tiền rồi, thì Bảo cũng đi làm kiếm tiền nha. Đó thì anh chị chắc là cũng như Bảo rồi, giờ cũng phải đi kiếm tiền nhá, chơi dài quá tiền đâu mà xài. Đó, với chương trình tối ngày hôm nay á, thì lâu lâu cũng làm chương trình thì cũng làm cho anh chị với mức giá tốt nhất đầu năm có thể nha. Đó, tối ngày hôm nay anh chị nào mà mua sản phẩm bù lông Akuya chính hãng mà pin trâu như thế này á, Bảo để cho anh chị một mức giá, nói chung là nó đẹp từ đầu đến đuôi luôn. Đó, hai pin trâu, một sạc với là một thân máy, mà lực con này thì Akuya này lực rất là đà nha, lực đến là 350 newton, nhưng mà công ty đo lên đến là 380 luôn á, mà giá bán là 1.350.000. Đó, hàng thanh lý đầu năm thì Bảo cũng để lâu lâu thì nó sẽ có tình trạng là nó hơi dơ này, cái này á là nó do cẩn thùng nha, thì Bảo xả luôn. Đó, bản giá nói chung là giá ve chai cho anh chị nào, con nào nó cũng hơi cẩn thùng nhẹ nè. Thì với giá 1.350.000 Tết xong mà hết tiền, giờ lấy tiền xài cái đã, tính cho anh chị 950.000 thôi. Mà pin con này rất là trâu nha, Bảo cân trọng lượng pin cho anh chị một cái hết hồn luôn. Đó, pin đã trâu rồi mà cầm pin nó rất là lâu luôn. Đó, đợi nó zero này, cân cục pin không nha, 6 lạng 4 luôn. Anh chị thấy không, hàng Trung Quốc hàng nhái cân có 5 lạng 3 tối đa, liên cục này 6 lạng 4 là anh chị thấy rồi. Không phải là nó bỏ sắt thép gì bên trong đâu nha, vì cục pin nó đóng nó ép rất là cứng, rất là chặt, nên là anh chị xài cực kỳ lâu hết luôn. Đó, hàng xả rồi thì Bảo cùng bảo hành cho anh chị mình 6 tháng luôn, không phải là xả là không bảo hành. Đi kèm này, sạc này, tốc độ cao, mà pin này sạc nó lâu đầy hơn nha, lâu đầy hơn, do cục pin này á nó pin nó ép nhiều chất lượng nên là sạc nó lâu, và đương nhiên sạc lâu xài nó chắc chắn lâu hết hơn rồi. Hai pin một sạc này, thùng đóng đẹp này. Đó, hàng chính hãng nó đóng thùng đẹp lắm, đi kèm có một đầu điếu thôi. Đó, rồi Bảo quay qua con máy Akuya này cho anh chị mình xem. Đó, thiết kế thì lực con này chạy dữ lắm nha. Đó, bấm rất là nhạy nè. Đó, anh chị nghe cái âm thanh mà nó đập là phải nói rất là sướng, xài công trình sướng dữ lắm. Đó, lúc anh chị mua về là phải cài đúng ngã tư mới vào nha, chứ bình thường á là nó hơi cứng, đập tê tay luôn anh chị ạ. Đó, thương hiệu Akuya. Nếu anh chị nào mà có xem Bảo bán laser với là bù lông thì quá trời luôn. Akuya thương hiệu này là của Nhật nha. Thiết kế máy thì sắc sảo đẹp lắm. Bên sau có chữ Brublet, hàng để trong Tết chưa bán kịp là nó mốc này, mà cũng không có lau luôn. Đó, có chỉnh lực được nha anh chị nha. Đồng hồ phía trước á, Bảo pin cho anh chị mà pin này cầm rất là lâu, ăn Tết cũng lâu rồi, vào pin cũng đầy này. Có đèn soi sáng phía dưới chiếu lên này. Thiết kế anh chị thấy không, đầu dài to, ốc gắn thì nhiều vô cùng luôn, ốc gắn nhiều vô cùng, nó bền hơn hàng nhái nhiều lắm anh chị ạ. À, đó, bền hơn, mà pin này pin trâu nữa, xài pin cũng nhiều, hàng máy xài chung luôn. Đó, con này đặc biệt pin của nó có thể xài hai loại sạc nha, sạc đế với là sạc ghim luôn. Rồi, lúc mà anh chị xài cái con máy này nó đa năng, ở chỗ nó có cái đầu này, cái đầu này nó hay lắm nha. Những con máy hàng nhái thì hình như là Bảo chưa thấy luôn á, hình như là chưa thấy chứ chắc nó cũng có nha. Đó thì anh chị nào á ở nhà mà đã có mũi khoan lục giác như thế này mình cắm vào nè, đó thì nó không rớt máy, nó hai chỗ đó, mà giá bán đầu năm ăn Tết hết tiền, bán cho anh chị mình giảm 400.000, còn có 950. Rồi mình muốn lôi ra thì mình giật mạnh ra một cái là fan này nó bung ra là xong, cắm vào cũng thế, nó không rớt máy. Đó, lôi ra vậy thôi, là con máy này nó vừa bắn được ốc vít nè, bu lông nè, đó bắn tôn nè, hoặc là khoang tường được luôn, với điều kiện anh chị mua mũi lục giác giúp Bảo nha. Đó, giá bán nó quá rẻ cho buổi tối ngày hôm nay đầu năm làm chương trình. Đó, kiếm tiền xài vừa ăn Tết hết tiền, đánh bài bạc thua giờ làm chương trình rẻ cho anh chị mình. Đó, được giảm hàng 400.000, mà anh chị xài pin trâu, hộp đẹp, nói chung hộp này cao cấp dữ lắm nha. Đó, nhựa cao cấp, nó đẹp toàn phần luôn á, thương hiệu Akuya in trên luôn. Đó, mình có thể là bỏ được ốc vít nè, mũi khoan ở đây luôn, mà giá nó quá rẻ thì anh chị nào mình nhanh tay, mình có thể liên hệ đầu năm luôn. Nếu mà anh chị nào đánh bài đánh bạc gì đó thua hết tiền thì vài ngày sau đặt hết là ráng chịu nha. Đó, số điện thoại nhà Bảo đây,
Còn địa chỉ nhà Bảo đây nha, mình qua lấy luôn. Đó, vì mùng 8 là Bảo mở cửa hàng trở lại nha. Rồi xem xong chương trình, đừng quên là luôn luôn là cho Bảo xin một like chứ. Nói chuyện nó cũng mệt, đó cũng đâu có mất thời gian anh chị bao nhiêu đâu. Mất có 2 giây là like xong, với là đăng ký kênh luôn. Rồi Bảo cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip tối ngày hôm nay. Rồi Bảo xin kết thúc video Bù Long Akuya tại đây.